con cá phi. Đây là con cá phi siêu to khổng lồ nha. Năm bé thì cả đáng. Cả năm chứ. Này, hai cú cá phi của anh chị Tư ở dưới quê hoàn sẵn gửi lên cho mình nha các bạn. Con này là một cái lưỡi siêu to khổng lồ luôn. Tiếp mình ớt chút tiêu với chút mắm. Một niêm ớt vừa vừa thôi, tại mình gói ra cái mắm niêm nó ngon lắm. Mình chiên, chiên hai cú đi. Hai cú ăn chắc dư, mà một cú thì ăn thiếu. Có gì ngày mơ ăn kêu. Để là ăn hết luôn á, ngày mơ sẽ ăn hết. Nhưng bây giờ thì nếu mình một cú thì nó sẽ thiếu. Hai cú thì nó sẽ dư nhưng mà thiếu không được. Để dư thì ngày mơ mình ăn, ok. Mình chuẩn bị ăn cơm nha các bạn ơi. Đậu canh bí, cá phi chiên, nước mắm hay là nước chiên thì đổ ra. Mình ăn bún, còn chồng mình đi ăn cơm nha. Có những nướng chén này. Cái đầu này chiên hơi bị sống, nó chóc da, luôn gì đấy hết trơn. Mình phải nghe em cơm với mình nhé. Đúng không?
Thôi cho em không ăn nó cay được. Không ăn được hết mà.